Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Chủ đề: hình vuông cạnh 10cm gồm hình tròn có 4 cạnh là hình vuông. Tính diện tích phần tô màu trong hình dưới đây, phần đối diện của hình tròn này có hai cung tròn nằm ở hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Bài giải: dưới đây là lời bình và lời giải tài năng của học sinh 11 tuổi ở Trung Quốc do cô giáo Trần Phương cung cấp. Bài toán này trông đơn giản, hay và bình thường, nhưng không thể giải được bằng thông tin từ lớp 11 trở xuống. Vì vậy, không thể giành được 1 tỷ đô la. Dưới đây là 3 cách giải với kiến thức năm nhất đại học học sinh giỏi lớp 12. Điều kiện cơ bản để đánh giá năng khiếu về khả năng hiểu bài, nghệ thuật và tốc độ xử lý thông tin của học sinh. Hiện tại, các sinh viên tài năng của Việt Nam phải học 12 năm và hầu hết đều thi vào các trường đại học quốc gia nên sẽ không khác lắm so với sinh viên chính quy. Điều này tương tự như Usain Bolt chạy cuộc đua 100m với một cậu bé 4 tuổi kết thúc cuộc đua mà không nhìn giờ. Giới thiệu những bài toán dành cho học sinh 11 tuổi của Trung Quốc không thể giải bằng máy tính hay chương trình, những giáo viên dạy toán như tôi ở Việt Nam cần chuyển đổi thành công trong việc rèn luyện kỹ năng, thiết lập lộ trình học sinh, sinh viên chuyên ngành để thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Bài toán thách đố tỷ USD ở Trung Quốc, không thể dùng kiến thức từ lớp 11 trở xuống để giải bài toán dành cho học sinh giỏi 11 tuổi được thách đố cả tỷ USD. Đề bài: một hình vuông cạnh 10cm chứa một hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Gợi ý: HE bằng 5 mũ 4 chia 100 trừ 5 mũ 3 chia 100 căn 7. Bằng 2,94281086.12. DE bằng AH bằng 10 trừ căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 0,44281086.12. HB bằng căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 9,557189.1388. E là điểm chuẩn, là giao điểm của hình tròn tâm O, bán kính 5cm với cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Đáp số cuối cùng, DT bằng 29,27625.19056. Bằng 100 trừ 25 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 1,45701.17924 nhân 2. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Chủ đề: hình vuông cạnh 10cm gồm hình tròn có 4 cạnh là hình vuông. Tính diện tích phần tô màu trong hình dưới đây, phần đối diện của hình tròn này có hai cung tròn nằm ở hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Bài giải: dưới đây là lời bình và lời giải tài năng của học sinh 11 tuổi ở Trung Quốc do cô giáo Trần Phương cung cấp. Bài toán này trông đơn giản, hay và bình thường, nhưng không thể giải được bằng thông tin từ lớp 11 trở xuống. Vì vậy, không thể giành được 1 tỷ đô la. Dưới đây là 3 cách giải với kiến thức năm nhất đại học học sinh giỏi lớp 12. Điều kiện cơ bản để đánh giá năng khiếu về khả năng hiểu bài, nghệ thuật và tốc độ xử lý thông tin của học sinh. Hiện tại, các sinh viên tài năng của Việt Nam phải học 12 năm và hầu hết đều thi vào các trường đại học quốc gia nên sẽ không khác lắm so với sinh viên chính quy. Điều này tương tự như Usain Bolt chạy cuộc đua 100m với một cậu bé 4 tuổi kết thúc cuộc đua mà không nhìn giờ. Giới thiệu những bài toán dành cho học sinh 11 tuổi của Trung Quốc không thể giải bằng máy tính hay chương trình, những giáo viên dạy toán như tôi ở Việt Nam cần chuyển đổi thành công trong việc rèn luyện kỹ năng, thiết lập lộ trình học sinh, sinh viên chuyên ngành để thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Bài toán thách đố tỷ USD ở Trung Quốc, không thể dùng kiến thức từ lớp 11 trở xuống để giải bài toán dành cho học sinh giỏi 11 tuổi được thách đố cả tỷ USD. Đề bài: một hình vuông cạnh 10cm chứa một hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Gợi ý: HE bằng 5 mũ 4 chia 100 trừ 5 mũ 3 chia 100 căn 7. Bằng 2,94281086.12. DE bằng AH bằng 10 trừ căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 0,44281086.12. HB bằng căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 9,557189.1388. E là điểm chuẩn, là giao điểm của hình tròn tâm O, bán kính 5cm với cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Đáp số cuối cùng, DT bằng 29,27625.19056.
bằng 100 trừ 25 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 1,45701174 nhân 2. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Chủ đề: hình vuông cạnh 10cm gồm hình tròn có 4 cạnh là hình vuông. Tính diện tích phần tô màu trong hình dưới đây, phần đối diện của hình tròn này có hai cung tròn nằm ở hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Bài giải. Dưới đây là lời bình và lời giải tài năng của học sinh 11 tuổi ở Trung Quốc do cô giáo Trần Phương cung cấp. Bài toán này trông đơn giản, hay và bình thường, nhưng không thể giải được bằng thông tin từ lớp 11 trở xuống. Vì vậy, không thể giành được 1 tỷ đô la. Dưới đây là 3 cách giải với kiến thức năm nhất đại học học sinh giỏi lớp 12. Điều kiện cơ bản để đánh giá năng khiếu về khả năng hiểu bài, nghệ thuật và tốc độ xử lý thông tin của học sinh. Hiện tại, các sinh viên tài năng của Việt Nam phải học 12 năm và hầu hết đều thi vào các trường đại học quốc gia nên sẽ không khác lắm so với sinh viên chính quy. Điều này tương tự như Usain Bolt chạy cuộc đua 100m với một cậu bé 4 tuổi kết thúc cuộc đua mà không nhìn giờ. Giới thiệu những bài toán dành cho học sinh 11 tuổi của Trung Quốc không thể giải bằng máy tính hay chương trình, những giáo viên dạy toán như tôi ở Việt Nam cần chuyển đổi thành công trong việc rèn luyện kỹ năng, thiết lập lộ trình học sinh, sinh viên chuyên ngành để thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Bài toán thách đố tỷ USD ở Trung Quốc, không thể dùng kiến thức từ lớp 11 trở xuống để giải bài toán dành cho học sinh giỏi 11 tuổi được thách đố cả tỷ USD. Đề bài, một hình vuông cạnh 10cm chứa một hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Gợi ý, HE bằng 5 mũ 4 chia 100 trừ 5 mũ 3 chia 100 căn 7. Bằng 2,94281086.12. DE bằng AH bằng 10 trừ căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 0,44281086.12. HB bằng căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 9,557189.1388. E là điểm chuẩn, là giao điểm của hình tròn tâm O, bán kính 5cm với cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Đáp số cuối cùng, DT bằng 29,27625190056. Bằng 100 trừ 25 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 1,45701174 nhân 2. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này. Chủ đề: hình vuông cạnh 10cm gồm hình tròn có 4 cạnh là hình vuông. Tính diện tích phần tô màu trong hình dưới đây, phần đối diện của hình tròn này có hai cung tròn nằm ở hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Bài giải. Dưới đây là lời bình và lời giải tài năng của học sinh 11 tuổi ở Trung Quốc do cô giáo Trần Phương cung cấp. Bài toán này trông đơn giản, hay và bình thường, nhưng không thể giải được bằng thông tin từ lớp 11 trở xuống. Vì vậy, không thể giành được 1 tỷ đô la. Dưới đây là 3 cách giải với kiến thức năm nhất đại học học sinh giỏi lớp 12. Điều kiện cơ bản để đánh giá năng khiếu về khả năng hiểu bài, nghệ thuật và tốc độ xử lý thông tin của học sinh. Hiện tại, các sinh viên tài năng của Việt Nam phải học 12 năm và hầu hết đều thi vào các trường đại học quốc gia nên sẽ không khác lắm so với sinh viên chính quy. Điều này tương tự như Usain Bolt chạy cuộc đua 100m với một cậu bé 4 tuổi kết thúc cuộc đua mà không nhìn giờ. Giới thiệu những bài toán dành cho học sinh 11 tuổi của Trung Quốc không thể giải bằng máy tính hay chương trình, những giáo viên dạy toán như tôi ở Việt Nam cần chuyển đổi thành công trong việc rèn luyện kỹ năng, thiết lập lộ trình học sinh, sinh viên chuyên ngành để thích ứng với sự thay đổi công nghệ. Bài toán thách đố tỷ USD ở Trung Quốc, không thể dùng kiến thức từ lớp 11 trở xuống để giải bài toán dành cho học sinh giỏi 11 tuổi được thách đố cả tỷ USD. Đề bài, một hình vuông cạnh 10cm chứa một hình tròn tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông. Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây, phần giao của hình tròn này với hai cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Gợi ý, HE bằng 5 mũ 4 chia 100 trừ 5 mũ 3 chia 100 căn 7. Bằng 2,94281086.12. DE bằng AH bằng 10 trừ căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 0,44281086.12. HB bằng căn 100 trừ 2,94281086.12 mũ 2. Bằng 9,557189.1388. E là điểm chuẩn, là giao điểm của hình tròn tâm O, bán kính 5cm với cung tròn tâm là hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Đáp số cuối cùng, DT bằng 29,27625190056. Bằng 100 trừ 25 nhân pi, nhân 3 chia 4 trừ 1,45701174 nhân 2. Dưới đây là bài toán học sinh giỏi lớp 11 được thử thách hàng tỷ đồng, yêu cầu người giải phải vận dụng kiến thức từ lớp 11 trở xuống. Mời các bạn tham gia thử thách giải bài toán rất khó này.
Chủ đề, hình vuông cạnh 10cm gồm hình tròn có 4 cạnh là hình vuông. Tính diện tích phần tô màu trong hình dưới đây, phần đối diện của hình tròn này có hai cung tròn nằm ở hai đỉnh hình vuông bán kính 10cm. Bài giải. Dưới đây là bài toán học.